Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Oshi sẽ ăn với chị Min. Hello chị Min. Em rất là hân hạnh của Oshi TV và xin chào Oshi. Xin chào chị Min. Wow. Đầu tiên là cái này là tonkatsu 150. Cái này thì đoán kèm. Cái này là steak. Và có phô mai. Cái này là súp Hàn Quốc. Chị có thích giảm cân không? Có. Nó không có đau chị, chỉ là giật mình thôi. Ok. Mình có phải là người hay game không? Không đâu đúng không chị? Cũng hơi hơi tê 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 nhưng mà nhưng đấy là sai hay đúng hay là sai? Sai. Ai ghen mà? Chị không ghen, chị không ghen rồi. Nếu như người yêu có bồ gì thì mình sẽ làm thế nào để người thứ ba phải kinh hãi? Mình sẽ đẹp cho người ta. Đẹp cho người ta? Không gì đó. Rồi thôi rồi chị ơi, chúc mừng. Thôi rồi, thôi rồi. Sức mạnh của mình đã làm được điều này rồi. Ok, vậy là khỏi sạc 10 điểm là cao nhất, còn điểm là thấp nhất. Thì chấm cho em Uchi đẹp trai được không? Đẹp trai, biết đẹp trai thì 1 phần. Các bạn có thể comment cho Uchi mấy điểm được không? Thật sự ra thì mình rất là thích con trai mắt một mí. Ồ, sai. Hay chưa? Đó, nên là nếu mà nhìn thấy con trai mắt một mí thì điểm rồi. Ồ, 8 điểm. Wow. Nếu mà có 2 điểm ước thì 1 là đẹp như tiên, 2 là giàu sang suốt đời. Chị Minh sẽ trở về nào? Đẹp thôi, thì vẫn chưa đủ đúng các bạn. Nhưng mà nếu mà có đủ, có tiền ấy, thì đẹp xấu thì cũng đẹp. Mình có tiền làm tất cả mọi thứ. Đắp tiền lên người thôi có khi cũng đẹp rồi. Đúng rồi. Chị Minh có thể 8 điểm này được không? 8 điểm. Chị rất là thích ăn những đồ của nó sốt nên là hôm nay sẽ được 8 điểm. 8 điểm. Nếu như là đúng không? 8 điểm. 5 điểm. Bình thường đi quay hay là đi chụp thì có rất là ít thời gian để mà ăn những món mình thích ấy, nên là khi nào mà rảnh thì luôn luôn là sự lựa chọn của Hàn Quốc. Và Hàn Quốc? Thế lần đầu tiên khi gặp Jimin thì lần đầu tiên đứa là ổn nhất. Lúc đó thì Oshi với anh trai đi bộ mà thấy chị Min. Thấy chị Min không sao? Không phải chị không sao? Phải đâu, phải đúng rồi, đúng rồi. Có thể thấy nói chuyện 10 phút sau đó. Sao rồi, đến lúc Min đang ngồi với bạn thì thấy có hai người lạ ra xong rồi là chị Min được không ạ? Nói tiếng mà. Cho nên là xin tắm chụp hình sau đó up lên Facebook. Tại vì Uchi á là có bạn kết bạn với báo chí. Nhưng mà lại báo chí đó cũng kết bạn với chị Min luôn. Sao rồi mọi người kiểu thác vào cái ảnh đó giới thiệu hai người với nhau. Và từ lúc đó chị Min và Uchi đã quen nhau. Quen nhau thì hơi kỳ, biết nhau. Quen nhau không quen nhau ở Việt Nam mà cũng không có định nghĩa là đang yêu nhau đâu mọi người. Tại vì em là người Hàn Quốc cho nên là có thể hiểu được. Quen nhau. Chị Min có yêu anh Eric không? Câu này nhạy cảm đấy. Thì Min, Eric của Min là như của em ấy. Ủa, Min là ai lớn tuổi không? Chị lớn tuổi. Chị lớn tuổi. Chị là sinh năm 9. Chị là sinh năm 88. Hả? Còn Eric là 97. 88 hả? Ôi, chú là 92. 188. Wow. Min là 96. Là 8 tuổi. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đánh rồi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Các anh cười cong môi, cái anh lặng lẽ ngồi nhìn bóng tối lặng thầm, thời gian trôi.
Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đuối không ngờ. Sẽ yêu đuối không ngờ. Ngay nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé. Có em chờ. Có môi mềm thơm thơm. Có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Ok rap. Yo, con đường bên nào bao nhiêu lo anh đã ao ước. Con phòng thơ nào bao nhiêu đêm anh tìm hồi hoài. Và nếu còn khác là 1999 bước. Em chỉ cần bước một bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại. Bước về phía em, bước về phía anh. Nơi mà anh thấy nắng mai, nơi mà em thấy nắng nơi mai. Nơi khi anh bị in buồn và mong thế thôi. Oh, 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 oh. Oh my god, đây là lần tiên. Wow. Wow. Yeah. Woo. Chị hát câu này đúng không? Mời em sẽ hát lại cho chị. Hãy chào em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu. Ngày nắng say ngời, nguyện ước con nhau trọn đời. Wow. Wow, hay quá. Rồi bây giờ em em nốt hát nốt nhạc của chị luôn. Hãy đúng không chị? Hãy chào em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút say ban đầu. Ngày nắng sáng ngời, người ước có nhau trọn đời. Wow. Yeah. Wow. Chị có giọng rất là cao. Em cũng hát được cái She's Gone. Hả? She's Gone. She's Gone. Lady, won't you save me? Okay. Mình nghĩ là nên dừng lại ngay ở cái nốt này thôi. Ok. Bây giờ mình thử trước là mới nức mức nào, mức nức nào? Dạ, chị thấp. Thấp nhất của chị đúng không? Về nhà anh nhé, có em chờ. 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 Mọi người cố chú chi đi, có phải là okay. đến mức rồi. Mình tiếp này. Yeah. Về nhà anh nhé, có em chờ. Về nhà anh nhé, có em chờ. Em là về nhà anh nhé, có em chờ. Về nhà anh nhé, có em chờ. Xua đi. Về nhà anh nhé, có em chờ. Yeah. Bây giờ mà hát nữa là không ai dám về đâu này. Yeah. Mọi người là không bao giờ về nhà nữa này. Bây giờ chị Minh sắp diễn rồi cho nên là chị cô đúng không chị? Đúng rồi, chị hát được mà. Ồ, bé hát được hả chị? Ừ. Ok, chị hát. Mẹ nhớ anh nhớ, có em chưa? Ok, ồ. Cao rồi. Mẹ nhớ anh nhớ, có em chưa? Cái này không được tính, tại vì là cái này giống bóc cổ quá à. Ok, em thua rồi. Thua rồi. Wow, tại vì là chị thắng rồi. Trận đấu này cũng chưa được fair lắm, tại vì là con trai. Chắc là đến lúc mình phải thay rồi. Ừ. Oh, ok. Thank you mọi người đã đến ăn cùng Akami và Oshi. Yeah. Hôm nay các bạn rất là comment nhiệt tình. Mặc dù mình đã xem rồi nhưng mà hôm nay cũng đã từng tương tác với các bạn rất là vui về nhé. Và sắp tới là mình sẽ còn ra mắt một ca khúc nữa. Và MV này cũng hợp lý sẽ được phát tại Hàn Quốc. Hàn Quốc. À, hy vọng là khi mà MV này ra mắt tầm tầm 7 thì mình sẽ cùng nói cho em nhé. Ok, căn bản trên đây các bạn nhớ subscribe trên YouTube của chị Min Official nha. Nhớ nha. Ok, cảm ơn chị Min đã tới đây nha. Mọi người. Bye bye.